Xin chào khán giả của kênh Khương Dừa. Hiện tại Khương Dừa đang có mặt ở quê ngoại của Khương Dừa, là lâu lắm rồi Khương Dừa không có về thăm ngoại. Nhớ tới quê ngoại thì mình nhớ những cái buồn cao quê ngoại đó. Mọi người thấy cao ở quê ngoại Khương Dừa nhiều không? Đó, hôm nay rất là vui khi mà đi chung với Khương Dừa có hai đứa bạn. Đây là 100 triệu Hoàng Duy, 100 triệu thách thức danh hài mùa năm. Đây là Thanh Chương, 100 triệu thách thức danh hài mùa năm. Còn đây là Trung Kiên, Lương Trung Kiên, chưa biết bao nhiêu mà của thách thức danh hài mùa năm đó. Dạ, chào mấy anh chị. Thật là chào khán giả kênh Khương Dừa đi. Chào khán giả của kênh Lương Trung Kiên official. Kênh gì? Chu Du Channel. Đó. Chào khán giả của kênh bà ngoại. Bà ngoại em cũng có kênh. Đó, kênh đó là cái kênh cái kênh dẫn nước vô ruộng á. Hôm nay Khương Dừa có dịp về quê và quay MV. Đây là mà hồi nãy có quay trong cảnh là hai bạn này bị điện giật đó. Đó, nhìn điện giật giống như con chó mực. Đây là một bạn cũng điện giật giống như con chó mực, rất là dễ thương, nãy điện giật á, xịt khói luôn. Còn Kiên là nắm dây tham phú phụ bần đó, bỏ chồng bỏ con đi theo trai, nhưng không phải thất tiếc là không phải đi theo Khương Dừa, không phải theo người khác đó. Bây giờ á, nói chung về quê ngoại rất là vui, mà cái đường này thì nhỏ quá nên hai đứa phải đi hai bên đi nếu mà anh em mình đi chung thì sẽ bị chồng hình, sẽ không thấy hai đứa, sẽ không thấy được cái đẻ đẹp trai của hai đứa không đó. Bây giờ anh sẽ dẫn hai đứa về quê ngoại anh tham quan, và anh sẽ giới thiệu một cái trò chơi gắn liền với tuổi thơ của anh, và đảm bảo là anh không biết hai đứa có chơi chưa, mà không biết ba đứa có chơi chưa. Nhà anh hồi đó anh chơi, anh rất là thích nó. Em biết cái bài người khu kém một cao không? Không biết bài đó mà biết chơi. Trò chơi thỏ bé anh ưa kéo mô cao đó. Thì ngày xếp xưa á, ngày xưa khi mà nhạc sĩ á họ thấy anh kéo mô cao chơi vui quá thì anh sáng tác cả bài đó. Hình cảnh sáng tác đúng rồi hát đó, nhưng mà không phải là anh. Bài người khu kéo mô cao anh Quang Lê anh hát hay lắm, nhưng mà không phải thấy Khương Dừa nha, nhưng mà chắc nhạc sĩ thấy một cái người nào trong đó là chơi cái trò chơi kéo mô cao á thì nhạc sĩ sáng tác ra bài đó rất là hay đó. Bây giờ anh sẽ lại cây cao, anh rung cây cao cho có một cái tàu mô cao nữa, nó rớt xuống thì anh sẽ anh em mình sẽ chia nhau để kéo mô cao và quay về tuổi thơ. Đây rồi, này có một đặc biệt đặc sản của quê ngoại là có trái cao ăn rất là ngon đó, nhưng mà trái cao ăn một mình thì nó không ngon, tụi em phải ăn cào kèm theo rau với lại voi, rau với voi nó mới ngon. Giờ chưa luôn giờ cũng thủ đi. Đúng ngủ hay không bạn? Lột tạ cô lên quay đầu cao kìa, rồi chuẩn bị tầm một cao rớt nha. Đây tầm một cao rớt xuống đây bích. Hay quá. Anh rớt mùi trái cao luôn không? Ai rớt đi mùi cao luôn. Thật ra là mó cao đã rớt rồi rụng nãy giờ rồi. Đã giờ mùi cao sáng giờ cứ vừa quay phim. Cái đi rớt con ngựa. Có gì vậy? Cái đuôi mình hai cái này đi khùng nó mày. Cứu đuôi cho ta. Rồi. Bây giờ nói chung là về quê anh cảm ơn là trước tiên là cảm ơn tụi em đã về quê anh chơi và thăm ngoại anh, và không có đặc sản gì hơn là có cao. Đây. Ngon lắm. Cao phải biết cách ăn nha. Ăn sao anh? Để em chỉ cho anh. Cao ăn, ruột cao ăn còn ngon hơn ruột dừa luôn. Chát không anh? Hả? Đâu chát gì đâu. Không thấy bà nội em anh đợi sống để phơi khô. Ngon lắm. Ngon lắm. Nè. Đó. Cao dày nha. Cao dày là sao anh? Có gì giống như dừa khô mình nó dừa cứng cại vậy đó. Đó. Sao anh cắn ra? Cắn ra. Ừ, cắn ra, cắn xuôi á. Trời ơi. Cắn xuôi á. Anh cắn nghe làm gì? Anh cắn nghe làm gì? Đây. Vô nó cứng phải không? Trời, chừa nhỏ tụi em không có lột cao cho ngoại ăn hả? Không, có ngoại đâu lột. Trời ơi tụi em. Anh như cái này hơi chín anh rồi. Không có hiếu như anh Khương Dừa rồi. Anh Khương Dừa là xưa là lột cao cho ngoại ăn. Anh ơi. Thôi là anh định chim phép tí vậy. Nói chung á, anh cũng nói tụi em là cái quả cao này nó rất là chát, và ăn thì nó không có ngon lành gì hết. Biết đó. Chỉ bà già bà em biết hả? Bà ăn với lá trầu với lại voi để cho cái môi nó hồng, cho cái răng nó
đi chắc về già thấy ăn nó cười quá. Này em thấy toàn ăn cái cùi mà không có ai ăn cái hạt đâu. Hạt tức là phải phô cua cũng hạt, cua cũng ăn hạt. Dạ tụi em biết không, hàng cao này là ngày xưa á, là đó chính gốc cao này là chị Tắm chị leo lên chị hái cao về cúng ba chị mà bị bà mẹ ghẻ chặt cây cao xong rồi chặt ăn đây nè. Ồ đó à. Tụi em không biết hả? Dạ không, anh phải giới thiệu tụi em mới biết chứ. Chặt ăn đây xong rồi cây cao mà nó kỳ diệu lắm, khi mà cưa ngang thì nó sẽ mọc lên lại bình thường đó, trước khi cây cao này nó vẫn mọc bình thường. Đây là cây cao có sự tích là của chị Tắm đó, chị Tắm leo cây cao vậy nè đó. Hồi đó Khương vừa leo cao bẻ cao cho ngoại ăn, bây giờ đi xa quê hương lâu quá rồi không leo được. Và đây đây là trò chơi người khu kéo mó cao. Giờ mình tổ chức cuộc thi gì anh? Tổ chức cuộc thi gì anh? Đây có bạch thử với ai, cái này phải cho thanh nam trúc nữ chơi mới vui à. Em là thanh nam đi, em là nam nữ cũng được, Kiên nó làm nữ đi ha. Dạ. Em với Kiên cặp đi, anh với Trương cặp. Dạ. Rồi ok đó. Okay. Rồi giờ sao ta? Giờ kéo chơi làm sao anh? Lực kệ vậy. Ô kéo đua đi, kéo đua đi anh, kéo đua lọt luôn á. Trời, kéo đua lọt luôn á. Kéo vai cho nó bạn, kéo đua lọt luôn á. Hay là mình kéo, mình kéo ra anh kia anh dạng cũng được kéo đi không. Ê kiếm con tàu ơi, bây giờ Khương Dừa sẽ tổ chức cuộc thi đua kéo mò cao. À, đường nhỏ mình cứ đua đi, mình cạnh tranh ai đua không lại thì đua đó, đua đua không lại thì rớt xuống. Em cố gắng nha anh. Đi Trương ơi. Dạ. Em kéo anh hả Trương? Hả Trương? Em kéo anh hả? Ôi em lại vừa ta rút được cái này nè. Em kéo anh hả? Em kéo em. Em kéo anh đi. Rồi ai sao được. Em khỏe hơn, em kéo anh đi. Có cái nào được không? Trời, có cái tàu nào 4-5 người chơi chắc vui chết đi trời. Ừ. Đấy, tàu này khỏe rồi, cứng hơn nè. Cứng hơn nhưng mà nó cứ kẹ nè. Chơi mày chơi gì vậy? Dạ, dạ. Dạ, tàu kéo. À đây, tàu này ngon. Dạ. Đây. Hai cái tàu này ngon nè. Đó, tàu này ngon á. Vô. Kéo mạnh đi. Kéo mạnh nha, bây giờ kéo mạnh nha, kéo mạnh nha. Đây 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 đây. Mình sẽ kéo từ đây tới đằng kia nha. Sạch sạch thạc. Em phải biết cạnh tranh, em phải lấn nó nha. Dạ, dạ, dạ. Anh lấn chắc lọt em luôn á, anh Dương Cương ơi. Em an tâm, anh sẽ lắm, anh Dương lắm nào đâu. Anh đích đi không, anh em kéo một người á. Chơi kìa nè. Các bạn thấy cái đùa mình không? Dạ, dạ. Chuẩn bị ba màu kéo. Từ từ. Chưa, ai đi. Vậy, vậy. Tiếng, tiếng. Bị ai? 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 Bộ ai á? Lên em! Lên em! Chạy không của chú. Đội chiến thắng. Bây giờ đã chiến thắng cặp đôi vợ chồng. Không đua lại, đua lại. Hoàng Nhi, đua lại Trung Kim. Không phục. Mình đã vượt lên chính mình rồi. Sao vậy? Sắp mặt luôn em mới biên chứ bộ. Hả? Em ngoài biên em kéo đưa đưa vô một cao ma sát mà ma sát nó kéo dưới. Em nó kéo dưới cái đường mà nó nóng luôn á. Lại không? Lại không? Bây giờ lại. Bây giờ tới anh kéo. Rồi bây giờ kêu kéo anh đi. Trời ơi. Trời. Kéo ngược lại nè. Kéo mày ngược lại nè. Thua chắc rồi. Em đáng tiếc, em đừng để anh lọt xuống đi không? Không, thằng Trương là anh em kéo anh gì là thua chắc á. Đi đi em. Sao vậy? Trời. Kéo thử coi. Kéo vậy là nó muốn luôn luôn. Hai đội bắt đầu. Nữa đầu thôi. Cầm chưa? Bỏ chân lên nhau. Bỏ chân lên cho anh em. Em phải bỏ chân lên. Rồi ra rồi em. Cái này. Ê Khang, hai đứa em nhỏ lớn có chơi trò này chưa? Chưa. Chơi trò này á, nó nếu mà không quen thì mình sẽ bị say sóng, say xe. Nó say nặng hơn say sóng, say xe luôn. Mình mà không quen là mình sẽ bị nhức đầu, mình đứng lên mình trong mặt mình té luôn á nha. Anh. Chưa. Wow, bây giờ hai đội bắt đầu. Wow. À, đó, 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 đó. Rồi xong rồi. Xong rồi. Đó có Khương vừa lại chiến thắng lên tại em nói cười quá à.
tại em thương người á, tại chuyên trao phần thưởng cho, thương á, thương với bao nhiêu? Không, tại em thương người á, thương người chứ, chứ nếu nếu vậy mà đúng rồi, đúng rồi, tội thôi, đúng rồi, do nãy là Trương rớt xuống nên mình mới dừng lại, mình cứu nó thử rồi. Thôi thôi thua, nhận cho chung là tụi em thua. Dẫn đi anh đi rồi, em cứ thêm tôi một lá. Này thành là con chó mực bị tắm nước, tắm nước luôn rồi. Tắm bùn, tắm mình chết bùn mình nước. Có vui không? Về quê ngoại anh vui không? Vui vẻ vui. Anh... Dạ. Thôi xuống lại bơi cái bạn. Về quê ngoại anh rất là vui, chỉ có điều là ngoại anh không vui thôi. Có sự có mặt của tụi em. Dạ ơi xin lỗi ngoại anh rồi. Về ngoại anh được ngắm cảnh đẹp nè. Được ăn quả cao nè. Rồi được chơi trò chơi rất là vui. Nhiều khi tụi em vô đầm sen số tiền chơi cũng không vui bằng vậy nữa. Nhớ lại. Nhớ lại cái thơ, nhớ lại bà ngoại. Đó. Ở chưa tí đi bộ về nhưng đừng đi tao. Chơi đủ trò luôn. Đây có rôm nè nè. Nướng cá lóc ăn rồi đó con. Cá lóc nướng chui rồi anh. Nhưng mà anh đãi tụi em ăn cao rồi thì không có đãi cá lóc nướng chui được. Đãi cá lóc nướng chui với cao ăn nó không có hợp. Phải không? Chung bị lại quá bị kỵ nhau á. Bây giờ em mới biết luôn ạ. Ừ. Bởi vì em khôn mốt vô ai biết kỵ nhau. Cao. Biết kỵ vậy em kỵ kỵ cái là nó tốn tiền nhiều. Ừ đúng rồi, mốt ai vô nhà em đãi cao xuống. Nói chung rất là vui, lâu lâu rồi đó mình mới vận động lại đó, nó khởi động lại kia nó kéo em chạy không nổi luôn rồi, nó kéo lên chút xíu rồi chứ rất là vui đó. Hồi xưa có ở quê anh có cây dừa á, bét cái tàu dừa vô ngồi đó đu lại vui lắm. Anh tàu dừa nó nhỏ hơn đấy mà tàu dừa nó cao hơn, tét làm đôi tàu dừa ra buộc lại ngồi lên đó đu lại, ví dụ như nè tàu cao mà tét thôi đó, nhớ đừng nói mà anh biết nha đó. Cái gì nè, tại dừa nó bự lắm. Đâu anh đu thử anh Phương. Tàu cao này đâu đu được đâu. Đó, xong cái mình ngồi lên đu. Ồ. Em đu la trời, hồi đó cái giống em đu la trời không á. Đu vui lắm. Em đu em kêu hăng, nó kêu đu em kêu trời. Anh thấy chắc ngồi anh không vui rồi, ngồi anh biết từ đây ngồi anh không vui rồi. Bởi vậy mỗi lần Khương vừa về quê ngoại là hồi từ nhỏ là ngoại không vui rồi. Vậy phá làm phá xoay. Ừ, có bận buồn á. Ngứa lắm á. Coi chừng ở đây ở cái ao này là cá lóc nhiều lắm, em té vô là cá lóc nó chui vô đó. Không, ngứa nữa. Có cá lóc nó chui vô. Ngứa nữa. Rồi. Hai đứa em nên để cái mặt gì để mình đi về nha, đừng có xóa điện thoại xe. Vui kỷ niệm. Kỷ niệm quá trời luôn. Lâm về quê ngồi. Kỷ niệm. Xin chào khán giả Phương Dừa, nay rất là vui khi mà có ba bạn. Ba bạn xuống quê Phương Dừa chơi. Dạ. Cảm ơn khán giả của kênh Chu Du Channel. Khán giả của kênh Lương Chu Kim. Cái clip này là up ba kênh. Sự kết hợp của ba kênh nên là mình phải up ba kênh để mọi người theo dõi. Dạ. Các bạn nhớ ủng hộ kênh của các bạn nhé. Dạ. Này nha. Dạ đổi ơn mấy anh chị. Thôi rồi. Giờ tối rồi, giờ Khương Dừa phải về đánh răng cho bà ngoại. Về đúng rồi, về đánh răng cho bà ngoại, rủ bà ngoại đi ra thì ba ủa đi ra tập gym. Đi tập gym. Tập gym anh. Tại ở quê anh dùng sông xa mà. Yeah. Phòng gym nhiều lắm. Dạ. Rồi được rồi đó. Phòng gym em lạnh đó rồi. Đi hẹn gặp ơi, rồi trong video tụi em. Chúc mọi người vui vẻ. Rồi chưa vô.